chị và em. Cleo và Kukin, chúng ta nhảy múa và ca hát. Cleo và Kukin, chúng ta hãy chơi, cười và chơi. Chị muốn cười và chơi với em suốt cả ngày. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Chị muốn cười và chơi với em suốt cả ngày. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Buổi công chiếu. Tấm áp phích cho vở kịch ở trường Maribi. Nó trông thật tuyệt. Bọn em mang thêm sơn acrylic tới đây. Phải đó, vẽ thôi. Vẽ nào, nhanh lên, trước khi Maribi đi diễn tập về. Em sẽ vẽ mấy bông hoa. Em vẽ hoa cúc được không? Được, tất nhiên. Và hoa tulip. Được, cả hoa tulip nữa. Và hoa hồng. Được. Và hoa violet. Em có thể vẽ bất cứ loại hoa nào em muốn. Tuyệt quá. Vẽ đúng là tuyệt vời. Phải, vẽ tranh. Chân. Nhìn Kukin như con bọ ấy. Không, nó không chịu ra. Để xem nào. Không, chân. Nó rõ ràng giống như một chiếc giày. Đẩy đi, mạnh vào. Emily đang mặc một chiếc váy tuyệt đẹp từ bộ sưu tập kịch trường học tuyệt nhất từ trước đến nay. Không. Sự nghiệp của mình đã bị phá hủy. Mình đang nói cái gì vậy? Sự nghiệp của mình, cuộc đời của mình. Giờ mình mới 6 tuổi. Bình tĩnh và nhìn vào mặt tích cực đi. Màu xanh hợp với váy của chị đó. Vở kịch diễn ra vào chiều nay. Giờ cả tóc và váy của chị đều màu xanh. Chị phải làm gì bây giờ? Là một đám mây hay một cô sì trâm? Tất nhiên, đúng là thế. Đến giờ chơi rồi. Nhanh lên, túi gấu trúc, lược, gương, máy sấy tóc. Bọn chị sẽ làm em xinh đẹp trở lại. Maribi, em không hiểu điều này nghĩa là sao hả? Tương lai của em vừa chết chìm trong một hộp sơn. Được rồi, đây là một đống lộn xộn. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa nó. Nhanh lên, mang ghế lại đây. Chị định làm gì vậy? Tin chị đi. Chào mừng tới hiệu làm đẹp của Leo. Hiệu làm đẹp của Leo và Kukin. Lấy cho chị chút nước nào. Nước có ổn không? Chị sẽ coi đó là có. Quý bà có cần gì nữa không? Một cuốn tạp chí thì tốt. Hay đấy. Và giờ đây thực sự là một hiệu làm đẹp. Và nó màu xanh lá. Đẹp lắm. Nhưng màu vàng thì hay hơn. Xanh lá. Vàng. Xanh lá. Chúng ta hãy tô nó màu hồng. Dơ quá. Dơ quá, dơ quá. Này. Ôi, tóc em rối quá. Xin lỗi, cho chị dầu xả nào. Và một bông hoa tulip nữa. Tulip. Này, vẽ nó lên áp phích chứ. Chị đùa à?
sao em có thể ra sân sau với bộ dạng này được chứ? Em là khách hàng khó tính nhất đấy. Vậy không biết em có thích kiểu này không? Nhưng trông em rất đẹp. Thật tuyệt vời khi giúp mọi người cảm thấy đẹp. Nhìn kìa. Gì vậy? Có người hâm mộ nào đến gặp chị à? Em đã vẽ xong tấm áp phích. Nó thật tuyệt vời. Đợi một lát. Được rồi. Cảm ơn. Em là người hâm mộ số 1 của chị. Và các em biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Giờ chị biết lớn lên chị sẽ làm gì rồi? Thợ làm tóc. Những người bắt ma. Nè, nước. Còn xa nữa không? Tới rồi. Dựng trại thôi. Ở đây. Trời đẹp quá ha. Và đang có mưa thức ăn và hoa tai. Táo. Cleo, em vừa phá hỏng luống rau. Bây giờ chúng ta phải sửa nó. Cà chua. Cái gì? Em muốn chơi trốn tìm hả? Có một con ma trong những cây cà chua. Và nó ăn táo của em. Chị hiểu rồi đó. Tất cả những chuyện đó tuyệt lắm. Nhưng có một con ma trong chỗ cây cà chua. Tất nhiên. Đúng rồi. Em không hiểu vậy nghĩa là sao hả? Có, em sẽ ngủ ở trong nhà. Không, cây cà chua giấu một điều bí ẩn. Giờ chúng ta sẽ giải quyết nó cùng nhau. Đến giờ chơi rồi. Mau lên, túi gấu trúc. Không, không phải cái đó. Hay cái đó. Đây rồi, kính an toàn. Đây nữa, thiết bị bắt ma. Em muốn một cuộc phiêu lưu phải không? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì chúng ta sẽ là người bắt ma. Một người bắt ma giỏi không bao giờ sợ hãi, thậm chí là bóng tối hả? Có thể sợ bóng tối. Nhưng giờ chúng ta có một nhiệm vụ, tìm con ma đó. Nhìn giống một cây cà chua bình thường thôi. Cái cây mọc ra cà chua chứ không phải ma. Không có con ma nào ăn táo hết cơ kìa. Đó là gió thôi. Tuyệt vời. Phải. Thật tuyệt vời. Con ma.
Mọi người bị lừa rồi. Đó là con ma. Nó thực sự tồn tại và chúng ta sẽ tìm ra nó. Quả táo cư khinh cắn dở. Em là người bắt ma giỏi nhất. Con ma đó có răng trông giống ma thật đấy. Cà chưa? Đúng vậy. Và nhìn dấu vết đó đi. Đó là dấu vết của con ma. Có gì đó trong đó. Và chúng ta sẽ bắt nó. Cầm lấy gậy đi. Đang cầm rồi nè. Làm ngôi sao bắt ma nào. Này, chị nghĩ nó ở đây nè. Này ma, chú ý nhé. Bọn ta là người bắt ma đây. Chị cảm thấy thứ gì đó. Con ma. Nó nặng thật đấy. Giúp chị với. Nó đã ăn rất nhiều cà chua. Nhanh lên, thiết bị bắt ma. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Ôi, nó làm ướt em rồi. Đủ rồi đấy. Chúng ta hãy lật mặt con ma biết nhảy này. Đó là một con thỏ ma. Đáng sợ quá. Chị thấy nó chỉ là một con thỏ trắng thôi. Nó không phải ma đâu. Mặc dù nó trông giống vậy. Nó muốn ăn thêm cà chua. Chúng ta nuôi nó được không? Nhưng nó cần một cái tên. Chúng ta sẽ gọi nó là anh đào. Không, cọ vẽ. Kukin, em muốn gọi con thỏ là Kukin hả Kukin? Đợi đã. Nó đã có tên rồi. Nó nói với em, nó tên là Ma. Tuyệt quá. Ma, giờ các em biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Giờ chị biết lớn lên chị muốn làm gì rồi. Một người bắt ma.